đâu. Trời ơi, ôi, nó bền bồng, nó bền bồng, sao muộn sẽ quên được mau. Yo, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rồi nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, em ơi, anh đâu có sai. Sai rồi, anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cạn dồ. Gặp gần khổ đời tôi, bồng bềnh để mà phê. Nhìn qua bước dài bước ngắn, chẳng dễ ôi chồng, cái mà là chồng. Trời ơi, ông nhậu cũng vừa vừa phải phải thôi. Ông nhậu như vậy á, ruột gan làm sao mà chịu cho nổi. Chồng ơi, nói lại nghe chơi. Tôi nói ông á, nhậu vừa vừa thôi. Anh nói mà cứ cãi. Cái giống này là anh quốc á. Ôi da, ôi da, trời ơi. Ông coi đó, ông đánh tôi vậy có nơi chịu nổi không? Làm cái gì chịu không nổi? Người ta đang đi nhậu, gheo người ta về. Ăn cơm ăn nước là cơm nước đâu? Chưa có nấu. Nói giờ vợ biết nha. Đi vô trong đó nằm 10 phút mà chưa có cơm mềm mình với tôi nha. Đây. Trời ơi, sao mà số con khổ quá vậy nè? Vì sao con khóc? Con khổ quá Bụt ơi. Bụt đâu mà Bụt? Má, vợ quẹo mày nhìn không ra tao mày xỉn hả? Xỉn cái gì bà xỉn? Con trai của má làng quẹo á, nó quanh con muốn sạc luôn này chứ xỉn cái gì? Trời ơi, má, đánh đi con, đánh đi, đánh đi. Con vợ đâu rồi? Ê, đó, má không tin phải không? Má lùi xuống, má núp xuống đi. Má coi nè, ảnh ra một cái, ảnh nói tiếng trước tiếng sau, ảnh bợp tay con liền đó. Nấp vô, nấp vô. Nãy giờ cơm nước có chưa? Cơm em chưa có kịp nấu. Gì? Cơm chưa có kịp nấu. Kéo nó về nãy tới giờ mà chưa nấu cơm hả mày? Ăn quá. Bữa nay mày đã có đồng minh hả? Tao gom xuống tao quýnh hai đứa vô một chỗ luôn nè. Đứa nào đứa... Má mới lên chơi. Con nhậu có chút xíu à. Nhậu chút xíu? Tao đứng gần mày tao nghe mùi rượu nồng nặc à. Tao không ngờ bây giờ mày bệ rạc như vậy. Má. Hả? Má nói vậy là nói quán cho anh. Đâu phải bây giờ, mười mấy năm rồi. Vậy mà tao tưởng nào giờ vợ chồng mày vui vẻ hạnh phúc lắm. Vui lắm má. Hả? Để con kể cho má nghe. Ngày nào con cũng nằm kế chồng, từ ban đêm tới lúc sáng hừng đông, bỗng có tiếng gà gáy. Sao mày quánh nó? Gà gáy âm sầm ngủ không được à? Gà gáy đâu liên can gì tới nó đâu? Dạ gà con nuôi. Trời. Còn sao nữa? Chuyện này vui nhất nè. Buổi chiều con ra bờ sông, con giặt đồ. Bỗng từ xa xa chồng con đi nhậu về. Vợ ơi. Dạ. Ủa, giặt đồ hả? Dạ. Ờ. Trời ơi, nó giặt đồ mà mày cũng quánh nó nữa hả? Nó ngoại tình kìa. Hả? Nó giặt cái quần này là của đứa nào, của thằng nào đâu phải của tôi. Con giặt mướn mà má. Dạ. Bữa nay có má ở đây rồi, má sẽ làm chủ cho con. Dạ. Trói nó lại. Hả? Con sợ. Có má ở đây rồi, tao đổ nó dám làm gì mày.
Trời, nó đi con. Má ơi, má nở dao con cho sói hả má? Sói gì mà sói? Ông Quẹo, bữa nay tôi quánh ông Tự Quẹo thành thẳng luôn. Tới luôn con. Dạ. Nè, lúc mà má về bà lo bà đi rửa hình thờ là vừa đó. Hơn ăn tát suốt trăm năm. Quẹo ơi, tới má. Má ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, trời ơi, cái gì vậy? Má, má nở nào, má lên đây, má nấu cháo cho giặc. Má để vợ con đến xử con vậy hả má? Xong chưa con? Má, con trói xong rồi đó. Bây giờ mình hỏa thiêu luôn đi má. Ê con tao, mình hỏa thiêu vậy? Chứ cột làm gì? Cột đó, bắt nó đứng đó, chứng kiến mẹ con mình. Má tính làm cái gì con? Má ơi, con không biết nhậu. Đúng rồi đó má, má nghĩ sao má từ dưới quê lên đây má xúi vợ con nhậu vậy má? Không. Má. Có má. Mình nhậu tới nóc luôn đi má. Trời ơi. Rượu đã quen, mồi đâu sao không thấy? Muốn mồi có mồi. Trời ơi. Còn rượu má kiếm đâu ra? Má giận ông nhậu quá. Má lấy hết rượu ông đem lên đây không cho ông uống nữa luôn. Ủa? Vậy hả? Vậy còn hai trái cốc? Má ôm can chạy trước. Ổng nói gót ổng chọi cốc theo sau. Chọi bao nhiêu má giục bấy nhiêu. Gom từ nhà lên tới bến xe là được bốn cái cần xe. Bán được 1.200.000. Má ôm tiệm dông thẳng lên đây nè. Vậy còn hai trái sao má không bán luôn đi? Hai trái này còn dư, má kẹp trong cánh hơi hăng, ta không có mua. Trời ơi má ơi. Má ơi, má từ dưới quê má lên đây má dạy cái gì không dạy? Má dạy vợ con ăn nhậu rồi đối phó chồng là sao má? Mày nín đi. Tôi nói cho ông biết, mấy ông nói gì? Đàn ông mấy người nhậu được hả? Tụi tôi cũng nhậu được. Đúng. Thậm chí tụi tôi còn nhậu lầy hơn nữa kìa. Trời ơi, tụi tôi nhớ vợ tôi sẽ lạc lạc nè. Bà con ơi, qua đây phụ tôi nhớ. Ôi, nó gặp gần, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi, nó bền bồng, nó bền bồng, trời ơi, sẽ thương được nhau. Hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly, con ơi. Trời ơi. Con ơi, má đâu có sai. Phải rồi, má không có sai. Dài ly nhìn hoài để làm chi, rồi đây chừng nào tận này thôi tôi xin lìa cái cuộc đời này. Ai bà mới nói gì đó? Con nói gì con? Ý con là con muốn chết. Mày nhậu xỉn mày sáng mà mày cầm chai thuốc rầy chi vậy con? Con sống với ảnh mười mấy năm trời, ngày nào ảnh nhậu ảnh về ảnh cũng lôi con ra ảnh đánh con hết, thì coi như cuộc đời của con cũng đã chết rồi đúng không? Đúng. Mà nếu như bây giờ con có chặt bụng con bỏ ảnh đi nữa thì con cũng đã lỡ làng rồi. Từng tuổi nay ai mà lấy con nữa đúng không? Phải. Nếu vậy thì tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Trời ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, nhà con vợ con lại. Má buông ra. Trời ơi, tao hối hận tao lúc mày nhậu. Trời ơi, lấy con vợ mày đang mặt qua đây. Trời ơi.
cởi trói cho con lẹ đi. Ê, ê, cởi trói, cởi. Ê, trời ơi, đừng có uống trời ơi. Cởi trói cho con lẹ đi. Đừng, cởi. Vợ ơi, má ơi, nó uống rượu chai rồi. Trời làm sao? Trời ơi. Gọi cấp cứu cho con. Gọi cấp cứu. Trời ơi, nó sủi bọt rồi. Con dâu ơi, mày giết nó. Mày giết nó rồi con ơi. Má, con biết tội con rồi. Để con chết theo nó, để con tạ lỗi với nó nha má. Bèo, bèo ơi. Này siro mà. Ủa vậy còn cái thứ mà nó sùi bọt ra trong miệng vợ con là cái gì? Thì mày hỏi nó đi. Xê sủi bọt. Vậy là bà với má là toan à? Lừa tôi hả? Bà. Mày nha mày, hả quẹo? Mày nha mày, mày vừa phải thôi nghe mày. Con vợ mày á, nó nhậu một bữa nó quậy á, mày mệt không? Dạ mệt. Đó, vậy mà anh quậy tôi mười mấy năm trời. Ừ, rồi hả, mày say xỉn, mày quánh nó bốc, nó ức rồi nó uống thuốc, nó chết á. Mày có đau không? Dạ đau má. Đó, anh nhậu riết rồi anh có chuyện gì tôi cũng đau vậy. Người chết là hết, người còn sống ở lại mới khổ thôi con à. Mày chừa chưa? Dạ má ơi, má ơi con chừa. Từ nay con không có uống rượu nữa đâu má, con hứa với má con tu tâm dưỡng tánh. À, anh xin lỗi vợ, tha lỗi cho anh nghe vợ. À hi hi đồ ngốc. Thôi được rồi, hai đứa bay, mỗi đứa một can rượu theo tao. Ủa dạ. Chi vậy má? Về quê làm y chang vậy cho ông già tía mày chưa? Trời ơi, vậy là vợ chồng mình trở thành thánh nhỏ. Em ơi, anh đâu có sai. Rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cam vô. Các bạn đã chọn một thể loại châm biếm mạnh mẽ, nó thành náo kịch. Các bạn làm cái gì cũng quá lên hết. Và tất cả những điều đó nó lại mang phong cách riêng của Đôn Nguyễn và Tiến Khoa. Rất dễ thương. Chị nghĩ sau khi xem cái tiểu phẩm này thì tất cả những người phụ nữ sẽ rất là yêu Đôn Nguyễn và Yến Khoa. Và ngày hôm nay Đôn Nguyễn, chị thấy em giả gái 50% vậy cũng đã rất là xinh đẹp, chị em rất là dễ thương. Bữa nay em diễn mà phải nói cái chỗ mà em kể lại câu chuyện đó đó, em đọc diễn một mình em á, phải nói là em rất là bản lĩnh, cái lật cuối á là cái cách rất là trí tuệ, cho nên chị rất là thích. Cái kịch bản của em cũng rất là xúc tích, nhưng mà em nói mà cái chuyện mà khi mà người chồng mà khi mà uống rượu về đánh vợ mười mấy năm, đây cũng là cái thông điệp. Có nhiều cách giải quyết. Đây là cái cách giải quyết của em, là những người vợ cam chịu qua cái tiểu phẩm của em. Nếu khán giả xem đài là chúng ta sẽ không cam chịu, và chúng ta không có tội dạ gì phải lấy rượu đi để đối chọi lại cái chồng, thì chúng ta đi đến chính quyền. Nếu như mà chưa kịp báo chính quyền thì anh Hùng có mở cái lò vỏ để dạ cho tất cả phụ nữ của võ tự thân. Đúng rồi. Không lấy tiền. Tụi em xin được nhận số điểm từ giám khảo là chị Việt Trinh và anh Lý Hùng. Số điểm tuyệt đối. Còn bây giờ là thời gian dành cho giám khảo trường quay. Và số điểm từ giám khảo trường quay 9,4. Và quý khán giả khi theo dõi chương trình Cặp đôi hài hước, yêu thích và ủng hộ cho cặp đôi của Quỳnh Kim Khoa và Đông Nguyễn, hãy soạn tin nhắn CD hoàng trắng và mã số là 01 gửi về tổng đài 8234. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.